tập 5 Chiến binh Tí Hon, đội trưởng Lâm Vi Dạ sẽ trở lại đồng hành cùng Khải Như dẫn dắt đội Mèo Ngầu. Mặc dù là diễn viên hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng điểm yếu của Lâm Vi Dạ là không biết nhảy, không thể nhớ hết động tác vũ đạo. Ngoài ra, Lâm Vi Dạ còn là một người mẹ hai con. Sau sinh nở, cô không còn được dẻo dai như trước, đồng thời chứng bệnh tiền đình của cô rất nặng. Trước đây Lâm Vi Dạ đã từng chia sẻ rằng bệnh tiền đình từng khiến cô chỉ nằm yên một chỗ, không thể cử động và chỉ cần nghiêng đầu thôi đã cảm giác đầu óc suy vòng. Bởi vậy, khi phải chồng tháp, Lâm Vi Dạ không tránh khỏi sự sợ hãi và lo lắng. Bên cạnh đó, Khải Như cũng áp lực, bất an cho đồng đội của mình. Trong quá trình tập luyện, Lâm Vi Dạ đã có những lúc mệt mỏi chóng mặt khiến cô phải nằm nghỉ. Ở teaser tập 5, Lâm Vi Dạ đã có những lời chia sẻ rằng cô cảm thấy mình như con sâu lòng rầu nồi canh khi không thể nhớ động tác, không nhảy đều như các con, phá vỡ đội hình Mèo Ngầu. Lâm Vi Dạ mong rằng Khải Như và 8 chiến binh Tí Hon sẽ thông cảm và bỏ qua cho cô. Tuy nhiên, khi Lâm Vi Dạ vừa dứt lời, Buka đã lập tức lên tiếng. Là một người đồng nghiệp lâu năm, Buka cho biết Lâm Vi Dạ mặc dù không có năng khiếu vũ đạo nhưng đã rất cố gắng. Khải Như cũng chia sẻ và thấu hiểu cho tình trạng sức khỏe của Lâm Vi Dạ. Khi nhận thử thách cheerleading, Chí Thiện và Ngọc Phước tỏ ra không hề lo lắng, mặc dù đội kiến càng cũng có rất nhiều bất lợi. Phút hậu trường, máy quay đã bắt được cảnh Gia Khánh rơi nước mắt. Gia Khánh được coi như cậu bé vàng của kiến càng ở những tập trước bởi sự tài năng, nỗ lực và luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần cho các bạn khác. Tuy vậy, với cheerleading, dường như Gia Khánh gặp rất nhiều khó khăn, đến mức cậu bé phải bật khóc. Việc giữ thăng bằng và thực hiện động tác trên cao khiến Gia Khánh áp lực và bị ngã rất nhiều lần. Sự cố này khiến cho cả Gia Khánh lẫn các biên đạo đều lo lắng về khi một lần đã ngã và không thành công trong một lần chồng tháp, cậu bé có thể bị nhát và áp lực nhiều hơn. Là người điềm đạm và thấu đáo, Chí Thiện khẳng định rằng sẽ không bỏ rơi bất cứ ai trong đội. Mặc dù kiến càng không có sự đồng điệu về đội hình, nhưng chắc chắn tất cả các bé sẽ được tham gia và đất diễn trong tiết mục. Ngược lại, Ngọc Phước dù năng động, cháy hết mình nhưng một khoảnh khắc, nữ đội trưởng phải nghẹn ngào. Về phía đội Hồng, các đội trưởng và các chiến binh Tí Hon đều không sợ hãi, nao núng trước thử thách chồng tháp như lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trong lúc tập luyện chưa nhuần nhuyễn, Chi Thứ Kiệt đã vô tình kéo Buka khiến cô bị va đập và bầm tím một bên mặt. Bất lực vì đau và tức giận khi đồng đội thiếu sự tập trung, Buka đã lớn tiếng trách móc Chi Thứ Kiệt. Đây cũng là lần đầu tiên hai người xảy ra tranh cãi kịch liệt. Bản thân Buka dùng hết sức tâm huyết lẫn hy vọng vào bộ môn cheerleading, bởi đây là thử thách chung cho cả 8 chiến binh Tí Hon và hai đội trưởng. Chỉ một giây sai kỹ thuật có thể đi đến chấn thương rất nguy hiểm, và lần này Buka Jin đã thật sự thấm thía điều này. Bên cạnh đó, cả hai cũng xảy ra tranh cãi với các biên đạo trong quá trình dàn dựng biểu diễn. Do các biên đạo chưa có sự tiếp xúc thân cận với 8 chiến binh Tí Hon nên không rõ khả năng của từng bé, Buka Jin quyết định yêu cầu biên đạo đưa thêm các động tác khó nhằn hơn nhằm thử thách các bé, và cả hai đội tin tưởng rằng 8 chiến binh Tí Hon sẽ làm được. Tuy vậy, chiến binh Tí Hon Anh Thư vô tình bị chấn thương ở chân và có khả năng ảnh hưởng tới thi đấu. Liệu quyết định của Buka và Jin có thật sự đúng? Đón xem chiến binh Tí Hon tập 5 phát sóng lúc 20h45 thứ Hai ngày 9 tháng 10 trên kênh HTV7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.